giết ta theo thời gian, sợ mất em đôi mắt lại u sầu. Biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như vậy, muốn kể bên em tôi mỗi giây nhưng ngại cho em là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa, có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh, để chẳng may đường về chưa đông đã xe có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sang sông nhưng chỉ cần được bên em để sẽ chia, và dù cho ai có dù
đôi khi hẹn hò làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa. Em cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh để chẳng may đường về chưa đông đã xế. Cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại.
ngất đâu, xin cha mẹ về bên anh để chẳng may đường về chưa đông đã xế.